Xin chào anh em, ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các anh em một chiếc camera thế hệ 4.0. Một chiếc camera mà tích hợp cả miến, nhiệt độ và độ ẩm trên cùng một chiếc camera giám sát. Như em có thể thấy, ngoài hình ảnh hiển thị giám sát đang trên màn hình thì chúng ta còn nhìn thấy cả nhiệt độ và độ ẩm được thông báo trực tiếp ở trên màn hình. Nhiệt độ phòng hiện tại đang là 22 độ C và độ ẩm đang là 35%. Và đây, chúng ta có chân dung của chiếc camera tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đây. Mã HACLC120TPTH và cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được bố trí ở vị trí bên dưới của chiếc camera như thế này. Và mình sẽ quay một vòng để anh em chiêm ngưỡng hình ảnh bên ngoài của chiếc camera. Chiếc camera đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và hoàn toàn có thể lắp đặt ngoài trời. Chiếc camera được hãng Dahua Technology sản xuất. Và đây là một chiếc camera HD CVI tích hợp cả cảm biến và nhiệt độ độ ẩm. Chúc anh em một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các anh em trong những video clip giới thiệu các sản phẩm thiết bị công nghệ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.